thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay sẽ có một sự xuất hiện nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy là ai? Chúng ta sẽ được biết vài phút nữa. Và quán quân của chương trình sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng. Ngay bây giờ là ca sĩ, chúng ta hãy cùng chờ xem. Phương Trảm đã từng xem chương trình này 2 mùa rồi. Cũng không ngờ rằng gia đình của bố mẹ cũng không thể nào ngờ rằng là trên đời lại có một cái giọng hát lại giống con mình, hơn cả con mình nữa. Nhìn thế thì Hương Trảm rất là cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện khi mà có những cái giọng hát giống mình như thế. Chắc chắn là các bạn đã yêu mình rất là nhiều. Bây giờ thì Hương Trảm đã rất là hồi hộp rồi để ra ngoài kia và xem có những ai có giọng giống mình không. Và để cho những cái vị khách mời thân thiết nhất của Trảm, những người đã khẳng định rằng là sẽ không có ai hát giống Trảm đâu và sẽ nhận ra được giọng Trảm ngay, để cho các anh chị sẽ thấy là mình sai và sẽ nhận những hình phạt thật là nặng thương Trảm. Anh ơi, thì đưa anh chặt chém em nhẹ thôi nhá. Trời ơi, sao dám chặt em Trảm? Bùi Tuấn nó giết anh chết. Mệt. Đấy, đúng rồi, nghe đẹp hơn đấy. Anh Sơn cứ lên đi. Ta quên nhau đã bao lâu rồi. Hãy đêm xa vẫn mãi đêm dài để mình ngỡ tim không còn xa vắng. Ơi, tập trung làm việc lên ơi. Bài này buồn tấm hơn hay hơn.
Cảm ơn Hương Tràm cũng như là Vũ Đoàn Anh Cây. Sau bao nhiêu ngày gặp lại thì càng ngày Hương Tràm càng chững chạc, cái giọng càng bén hơn ngày xưa rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là không thay đổi thôi ạ. Không, cái đó thì hai anh em mình cùng cảnh ngộ. À đúng rồi. Không gì đâu. Không sai đúng không? Ừ, không sao. Còn em nay đến với Tràm không chỉ là một mình Tràm, có fan của Tràm ở đây nữa. Và cái ép xe của mình là tên là gì? Xe gà Tây ạ. Gà Tây tỉ tỉ. Gà Tây. Sao mình không đặt là gà ta hay là gà nội? Tại vì cái nickname của Tràm là gà Tây ạ. Đặc biệt là có những người anh chị em trong showbiz đến đây ủng hộ Tràm. Xin giới thiệu ca nhạc sĩ Khắc Việt, nhà báo Lương Trọng Nghĩa, ca nhạc sĩ mới của chương trình đó là nhạc sĩ nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Duy, nữ ca sĩ Hằng People, nhạc sĩ Ai Tài, người tình trong âm nhạc của Hương Tràm ca sĩ Cao Thái Sơn, và người tình trong cuộc sống hồi xưa Bùi Anh Tuấn. Sao em cười? Em cười cái gì? Anh nói đúng quá, em cười vậy thôi. Cười trừ đó. À, cười trừ đó hả? Rồi, bây giờ một câu ngắn gọn hỏi Khắc Việt, cảm nhận của Khắc Việt về cô em gái này như thế nào? Lần nào anh cũng hỏi em đầu tiên. Bởi vì em là, ở đây là em chững chạc nhất đó. Em biết Tràm từ ngày mà Tràm mới thi The Voice xong. Khi đó thì là em có tổ chức một cái live show đầu tiên của em, thì có mời Tràm là nữ ca sĩ hát duy nhất trong chương trình. Sau từ lúc đó thì bắt đầu anh em cũng chơi với nhau, và em cũng có một bài hát dành tặng cho Tràm. Thì là sau này thì ok, cô em này cũng hát rất hay. Theo thời gian thì cũng trưởng thành và chững chạc, cũng lên cũng rất là nhiều, từ cách cư xử cho đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Và hy vọng rằng Tràm sẽ còn trưởng thành hơn nữa. Hy vọng là vậy, và chắc chắn điều đó. Bây giờ sẽ hỏi đôi điều về cái người mà trong cái cuộc thi đó chung với lại Hương Tràm, là hỏi Tuấn là cái điểm đáng yêu nào ở Tràm mà nhìn thấy là yêu ngay. Anh được lắm. Không, anh đang hỏi mà, anh đang hỏi khía cạnh cuộc sống với nhau thôi. Em may mắn hơn anh Khắc Việt một chút, nghĩa là em còn biết Tràm trước khi mà thi The Voice. Không, cái đó thì ai cũng biết, có lên báo, có biết. Em vừa mới chạy vào và ngồi một cái phịch xuống dưới, thì em lại quay ra em thấy có một cái cô ngồi bên cạnh mình. Mà lúc ấy là lúc mà đi thi, thì em chỉ nghĩ là lúc ấy mới chỉ có các thí sinh ở trong Sài Gòn thôi. Em không nghĩ là lúc ấy đã tập trung các thí sinh lại với nhau. Và ngay cái khoảnh khắc đầu tiên em gặp Tràm thì em cũng không biết là tại sao mà em lại... Rồi mọi chuyện thì cũng như là mọi người đã biết sau đấy. Khoan, em ơi, em hiểu câu hỏi anh hỏi không? Em đang cố kể theo một cái cách mà em nghĩ là em nên kể như thế, chứ còn kể thêm nữa thì em không biết là... Không, anh đâu nãy giờ đâu kể em kể gì đâu. Anh chỉ hỏi là cái điểm đáng yêu nào của Tràm mà mình nhìn vào là mình thích ngay. Ví dụ nhìn vào anh thích là Tràm là khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đó. Thế thì em thích... nhất Tràm khi mà Tràm cười ạ. Em rất thích Tràm cười. Cái đó đâu có gì đâu thích, nãy giờ thấy bình thường mà. Không, em thích mà, em thích thật mà. À, cái đó là hồi xưa thôi mà, chứ giờ em đâu thích nữa. Thôi bây giờ mọi người có thể bỏ qua em được không? Luật chơi của chương trình mình vô cùng đơn giản. Sẽ có 5 thí sinh cùng với Tràm là 6 người bước vào trong những ô cửa. Và dĩ nhiên vị trí không ai biết. Âm nhạc cất lên, đèn ô cửa nào bật sáng, giọng hát đó sẽ cất lên. Nhiệm vụ của các vị khách mời và toàn thể quý vị khán giả ở đây lắng nghe, sau đó nhớ ô số và bình chọn. Ở vòng thi đấu đầu tiên là tìm ra cái người đứng trong ô cửa đó hát không giống Hương Tràm nhất, và ca khúc được chọn cho vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ngại Ngùng. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Cái clip đó là lâu chưa? Năm mấy? Năm 2013. 2013 là cách đây là 4 năm trời, một sự thay đổi. Bây giờ ở ngoài rất đẹp, rất trưởng thành. So với những anh chị trước tham gia, với những người đàn anh, đàn chị trong nghề, thì Hương Tràm là một cái giọng ca trẻ nhất. Đúng, tới thời điểm này, kỷ lục chương trình, Hương Tràm là ca sĩ trẻ nhất tham gia ca sĩ vô mặt. Em biết tại sao là chương trình là quyết định mời em không? Dạ chưa. Thứ nhất là tại vì anh thích quá.
Thứ hai là tại vì Hương Tràm là một trong những nghệ sĩ mà ra bài nào là hit bài đấy, chứ khác việc đâu phải ra bài nào cũng hit đâu. Em hiểu không? Đúng không? Em ra bài nào là hit bài đấy. Bài này là ai sáng tác cho em? Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành tặng cho Tràm, với một tình yêu của một cô gái đầu đời, một tình yêu chớm nở. À lúc đấy là đang yêu gì? Thôi yêu ai thì anh biết rồi, không cần nói, anh biết rồi. Thì lúc em thu âm bài này xong á thì em có nghĩ là nó sẽ hit không? Được nhiều người thích không? Thật ra là không, bởi vì là lúc mà em thu ca khúc này thì giai điệu nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu như tính về giai điệu thì em nghĩ nó sẽ hit ở ngoài miền Bắc hơn. Nhưng mà không ngờ nó lại được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bây giờ hỏi một câu nữa, là em có nhận xét gì về cái khuôn miệng của em khi hát? Em không để ý. Anh Sơn thì anh hay nhái lại em. Sơn nhái lại cho mọi người xem em hát như nào ạ? Bây giờ Hương Tràm sẽ hát không nhạc đệm và Cát Sơn sẽ nhép theo diễn tả cặp môi. 2, 3, vô! Có lẽ nào điều em thấy là thật, có lẽ nào anh đã quên em rồi. Hay quá! Làm như ở nhà me cặp môi người ta. Ủa, không hay miệng gì? Miệng em như vậy thật đấy cả nhà. Không. Sao nhìn sai khoa học có vậy? Nó dễ thương lắm em. Oh yeah. Miệng gì mà chúm chím kiểu dễ thương. Đúng rồi, nó dạng như là một cái quả mọng ở trên đồi núi gì đó. Nó mộng mơ lắm, nó. Sẵn sàng chưa? Mời vào bên trong. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, thư tan dấu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Nhành hoa kia đã hé sắc hương trong lần đầu chỉ xanh về ôm những giấc mơ ban tình anh đã. Vì em nhanh hoa mãi đêm trong anh còn như ngày dài. Vừa đi em thấy buồn. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa, dịu dàng bước tới anh trong đó. Đã nghe rất rõ ràng, một lượt hát đã trôi qua. Bây giờ là thời gian dành cho bình chọn. Xin mời. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Khác biệt. Hay sao? Theo phán đoán của em thì cái ô mà không giống nhất là số 1. Còn theo em nghĩ là Hương Tràm đang ở ô số 6. Tại sao vậy? Cái màu giọng của Hương Tràm mà khi lúc luyến ấy là rõ luôn à. Nhưng mà bạn số 1 thì em nghĩ là không giống Hương Tràm nhất. Có lẽ là cái âm vực của bạn gái này thì nó không có cùng với Tràm, thành ra là rất là dễ phát hiện. Nhưng bắt đầu từ 3-4 năm là cũng hơi mệt mỏi đó. Có lẽ là vô vòng sau sẽ đuối hơn đấy. Cát Sơn đã chọn thí sinh hát không giống Hương Tràm nhất. Khi mà nghe năm bạn đầu tiên hát thì Sơn đã biết là không phải Tràm rồi. Tại vì tai của Sơn cũng thuộc dạng hơi bị kinh khủng. Đừng nói trước điều gì. Ê. Đừng nói trước điều gì. Để. Xin lỗi, xin nói cho cả thứ Sơn biết luôn. Đây, Khắc Việt là một người nhạc sĩ, ca sĩ đã từng sáng tác rất nhiều bài hát. Ví dụ như là Anh Ác Hay Em Ác. Rồi rồi những bài nổi tiếng như là Tìm Lại Bầu Trời,
rất nhiều bài mà rất là hay nhưng mà đoán cũng sai hoài. Để mấy vòng sau là Sơn thử sức mình coi xem. Dạ, chúng tôi xin chờ đợi. Ai tay. Ai tay luôn á. Vâng, em nghĩ là số 4 là hát không giống Hương Tràm nhất hả? Vì sao? Cái đó là theo cảm nhận của em. Em thích thì em đoán là... Mình thích thì mình đoán hả? Vâng ạ. Chúng ta sẽ biết ngay sau đây thí sinh nào nhiều lượt bình chọn nhất sẽ dừng lại. Nếu như rơi vào ô cửa Hương Tràm đang đứng, có nghĩa là Hương Tràm sẽ dừng phần thi thố ngay tại vòng chơi đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ xem bao nhiêu lượt bình chọn dành cho thí sinh sau mỗi ô cửa. Ô cửa đầu tiên, xin mời. Và bây giờ là ô cửa thứ hai, sẽ có bao nhiêu lượt bình chọn? Tiếp đến là ô cửa số 3. Ô cửa tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã biết kết quả. Sẽ có một thí sinh trong ô cửa này dừng cuộc chơi. Chúng ta hãy chờ xem có phải là Hương Tràm hay là không. Hầu như tất cả nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay khẳng định ô cửa phải dừng lại này không phải là Hương Tràm. Nhưng biết đâu được. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin mời, mở ô cửa. Xin chào, rất tiếc. Em không phải là hát không hay, không may mắn thôi. Đợi anh chút xíu, anh sẽ mời Hương Tràm ra. Để xem sự phỏng đoán ở vòng thi đấu đầu tiên này, khách mời của chúng ta ngày hôm nay đúng hay sai. Xin mời, ô cửa có sự xuất hiện của nữ ca sĩ xinh đẹp Hương Tràm. 3, 2, 1, mở ô cửa. Trời đất ơi, hát làm sao mà ở dưới này người ta biết hết trơn hà. Rồi, đây hai người đã gặp nhau, chúng ta cùng chia sẻ tâm sự. Em bao nhiêu tuổi và công việc hiện tại là gì? Dạ, em 23 tuổi, công việc hiện tại của em là buôn bán tự do. Tức là hai người bằng tuổi nhau hả? Hơn em 1 tuổi ạ. Em lớn hơn mà sao nhìn mặt em trẻ vậy? Đến ngày hôm nay tới đây vui là chính đúng không? Thì bây giờ mình gặp Hương Tràm rồi. Bây giờ em có một cơ hội nữa là hát một bài hát bất kỳ ở đây để thể hiện tài năng cho quý vị khán giả ở đây biết, cũng như quý vị khán giả xem đài biết mình có tài năng ca hát chứ phải là không? Dạ em hát bài Tình Yêu Màu Nắng. Vỗ tay quý vị ơi. Hát rất tự tin, thoải mái chứ Tràm hả? Thật sự là Tràm không ngờ, tại vì là cái âm sắc của bạn ấy rất là đúng chuẩn của miền Bắc. Và bạn hát cái ca khúc vừa rồi thì thật sự thì chỉ muốn lao lên sân khấu để hát cùng thôi. Rồi, cảm ơn Huyền đã đến với chương trình. Chúng ta gặp nhau ở phần cuối nha. Như vậy là một thí sinh đã phải dừng cuộc chơi ở vòng chơi đầu tiên. Một ô cửa sẽ được tắt đi, những người còn lại sẽ được thay đổi và không ai biết vị trí. Anh cũng không biết vị trí của Tràm luôn. Nhưng tất cả đều có camera giám sát bên trong. Và ngay bây giờ chúng ta chỉ còn lại 4 thí sinh và Hương Tràm. Ở vòng 2 này cũng sẽ tiếp tục đi tìm một người hát không giống Hương Tràm nhất. Và ca khúc được chọn là một ca khúc hit lớn được mang tên Ngọc. Có rất nhiều những câu chuyện em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Cái bài này là khác biệt sáng tác cho em đúng không? Bài này là anh khác biệt sáng tác dành tặng cho em. Nhưng mà bản thân em đến bây giờ em vẫn chưa dám hỏi. Tại vì anh Việt anh viết những câu chữ mà nó chạm đến cảm xúc của một người con gái quá. Việt là con gái. Việt là con gái. Hay là thế hả anh? Đi sáng tác là phải đóng vai. Hay là thế hả anh? Tại sao viết bài hát này? Thì Việt viết rất là nhiều bài hát. Viết cho Cao Thái Sơn,
cũng như là tất cả những người bạn đồng nghiệp hay những cái cả thứ thì hầu như toàn viết cho nam. Thì mọi người mới đặt một câu hỏi là thằng này nó chỉ viết được cho nam nổi tiếng thôi chứ còn hay là hit thôi, thằng này không đủ tài để viết cho bài hát cho nữ. Nên mình bảo là ok, Việt sẽ thử một lần đặt mình vào địa vị người con gái, Việt sẽ viết một bài hát đúng như con gái luôn để cho mọi người biết thử xem thế nào. Thế Việt đã viết bài hát này. Thực ra thì bài hát này là bài hát Việt viết về một cũng công một câu chuyện thật, lấy hết tất cả những cái tâm tư tình cảm của cái người con gái đấy viết hộ ra cho người ta. Hồi nãy thấy cả cái sừng muốn nói điều gì đúng không? Mày tính định nói là bảo chắc ngày xưa Việt lừa dối hay là làm rồi, gì có lỗi. Rồi các em nhắn tin hơn các em nhiều cho quá. Nên là bây giờ mới đặt được bài hát như này nhỉ? Không, tức là các việc là gì? Người đàn ông đào hoa, khi tình đến thì các việc đón nhận, rồi khi tình đi thì các việc đau khổ. Đó là định mệnh của các việc chứ không phải là đó. Một người đàn ông gì thay lòng. Nếu mà nói về chung thủy là em cũng thuộc dạng là hàng chung thủy đấy. Hai mình giống nhau đó. Hai mình giống nhau. Như bây giờ thì ca khúc Ngốc đang là lượt nghe nhiều nhất trong tất cả những ca khúc hit của Hương Tràm. Nên chắc chắn là các bạn đã nghe rất là nhiều rồi. Giờ sẵn sàng chưa? Một ô số đã được tắt đi, tất cả mọi thứ bên trong sẽ được xáo trộn. Và cũng xin nhắc Cao Thái Sơn, anh ấy khẳng định rằng đôi tay tôi kinh lắm. Thì chờ xem ở vòng này có phát hiện và có tìm được Hương Tràm hay không. Và bây giờ mời Hương Tràm vào bên trong. Em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để không che đi sự yêu đuối. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người đưa anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là mong đây em không phân định được điều gì nữa. Khi em quá yêu khi nửa bài hát còn lại vang lên, chúng ta cùng nhau bình chọn. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Như đã thông báo từ trước, bài này là bài hit lớn của Hương Tràm. Chính vì vậy nhiều thí sinh hát rất giống. Để tìm ra một người hát không giống là điều khó khăn. Chưa nói đã biết rồi. Khác việc không nói. Mời nhà báo của chúng ta, bạn đã bình chọn cho ai hát không giống Hương Tràm nhất? Rất là khó đó đoán, bởi vì là những cái giọng ca này đều mang một cái, nó có một cái style, cái e rất giống Hương Tràm. Sai rồi đấy, nhưng không sao. Không, em vẫn giữ quan điểm là số 4. Trong những giọng hát từ nãy đến giờ có một giọng Hương Tràm đúng không? Là có một cái giọng rất giống Hương Tràm. Nhưng mà chắc chắn là số 3 và số 4 là không phải giọng của Hương Tràm đâu. Em chọn ô nào hát không giống Hương Tràm? Em chọn giọng cửa số 4. Không giống Hương Tràm? Dạ. Có hai người không giống Hương Tràm nhất là ô số 1 và ô số 4. Nhưng bạn số 4 là không giống nhất. Thôi, tôi không hỏi mấy người. Tôi hỏi cái người mà nó có lỗ tai ghê gớm này. Người ta nói rằng người ta có thể tìm Hương Tràm bất cứ ở đâu. Hương Tràm đang ô số mấy? Cao Thế Sơn. Sơn nghĩ ô số 2. Sai rồi, số 5 mà. Số 5. Hương Tràm có số 5. Tất cả mọi người đều chọn số 5, chỉ có anh Sơn là chọn số 2. Thôi được rồi, đừng tranh cãi. Đừng tranh cãi. Các bạn chỉ là những người trong showbiz với Hương Tràm thôi. Để hỏi Bùi Anh Tuấn nè.
Con người ấy ở ô số mấy? Dạ ở ô số 5 ạ. Em chắc chắn là ở ô số 5 luôn. Nếu như đấy là người ấy của em thì em chắc chắn đây là ô số 5 luôn. Người ta không ở ô số 5. Tại ta... sao anh biết? Anh còn không biết mà anh. Anh là người của ban tổ chức. Trên cương vị của tác giả, tôi đúng nghĩ ca sĩ đang nằm ở ô số trên, 5. Trên cương okay. vị là người yêu cũ thì em cũng nhận xét là ô số 5. Các bạn đang đoán rằng là Hương Tràm đang ở ô số 5 và số 2. Điều đó là đoán chơi, bởi vì luật chơi ở vòng này không phải là đoán Hương Tràm ở đâu. Nhưng các bạn sai ở trái tim. Vì sao? Một đứa em như vậy, nó mời mình tới đây như vậy, mà mình lại đoán không ra em nó như vậy. Mình sáng tác nhạc cho hát như vậy, mình yêu như vậy. Tôi nói mà tôi muốn rơi nước mắt. Sợ chứ là mở số 4 là Nhã Phương bước ra là không biết sao luôn. Một like cho anh Duy. Người chịu đau đớn nhất chắc chắn là Nguyễn Hoàng Duy, vì cái cú trôn vừa rồi. Nếu bây giờ Hương Tràm bước ra từ những ô số khác tôi không nói, mà từ ô số 4, xin các bạn hãy đứng lên và cúi mặt. Điều đó không phải thể hiện sự xin lỗi, mà điều đó thể hiện sự chưa trưởng thành và chưa dậy thì của tất cả các bạn. Và bây giờ là nửa bài hát còn lại, sự đau đớn bắt đầu. San sẻ một nửa cho ai kia. Khi em rất muốn đến bên một anh và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Khi em rất muốn đến bên một anh để không che đi sự yêu đuối. Em chỉ Tràm nó thông đồng ban tổ chức cháo rồi. Đúng rồi. Mỗi người sẽ hỏi cháo, em một câu. Bật camera ra. Này, đừng có ngụy biện nữa. Sau lên. Khoan khoan khoan. Tràm ơi, Tràm. Sau phút này em bỏ luôn gia đình đi em ơi. Em nghe người yêu cũ em đoán quả quyết số 5 phải không ạ? Chắc chắn là em bị gài. Ôi, tôi xin tuyên bố tôi bỏ thằng tác. Không nên nói nữa, mình không nên nói nữa. Có lẽ là mình nên tự in, xin lỗi. Mình tự in lock friend với lại Tràm luôn. Đừng để Tràm làm điều đó ở nhà. Ok được rồi, để anh tự xóa Facebook của em trước. Đã bảo là có người hát giống rồi mà không, không tin. Cái cứ vấn quả đề giống quyết từ đầu đi. Em số 5 em lại ngân lại cái giọng cho anh nè. Em cũng chỉ là lại, con lại, gái lại. Thôi không. Em hát đi. Em hát đi. Tại sao mà làm như
Em ơi, em số 5 ơi, em hát đi, em hát đi. 2, 3. Sao? Ngày hôm nay Tràm hát như thế thì chứng tỏ là cái âm thanh ở bên trong nó có vấn đề. Tai kinh khủng, tai kinh khủng. Tai kinh khủng. Anh nói cho em nghe này. Tai kinh khủng. Tai kinh khủng. Anh Sơn bây giờ mới đổ nickname là tai kinh tởm. Tai kinh khủng hả? Kính thưa toàn thể khán giả đây, người ta thường hay nói điều này. Khi người ta nhận ra lỗi lầm và biết quay đầu, chỉ có ba chữ để dễ làm nhất, đó là anh xin lỗi, hoặc em xin lỗi, hoặc mình xin lỗi. Còn khi không nhận ra lỗi lầm và cắm đầu lỗi lầm đó càng lún sâu, thì đó người ta gọi là nghịch tử. Để anh làm trước nhá. Anh xin lỗi. Buồn cười nhất là Tuấn. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Lời xin lỗi cũng đã muộn màng. Cái này là bị ép sai này, ép phải sai thì thôi mình chấp nhận. Không, vẫn không chấp nhận. Vẫn ok, ok baby. Còn hai dòng nữa sẽ chờ đợi. Còn hai dòng nữa mà, hãy chờ đợi sự sai trái đó đến bao giờ. Còn bây giờ chương trình vẫn phải tiếp tục, dù nước có chảy, biển có mặn, chúng tôi vẫn phải làm chương trình ngay bây giờ. Kính thưa quý vị thân mến, và bây giờ là lượt bình chọn dành cho thí sinh trong mỗi ô cửa. Các vị giám khảo khách mời hôm nay dự đoán rằng Hương Tràm có vị trí số 5, đúng không? Vì sao? Vì bạn ấy hát quá giống đi. Chính vì điều đó, bạn ấy mang về cho mình là chỉ có 6 lượt bình chọn dành cho việc hát không giống Hương Tràm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Hương Tràm theo nhận xét của Khác Việt là hát không giống, là hai ô số 1 và số 4. Không có gì buồn hết, anh sẽ tâm sự với em đôi điều. Cuộc sống này đôi khi cay đắng xảy ra, phải biết chấp nhận. Như vậy Hương Tràm mang về 21 lượt bình chọn. Và đây một cô gái có khuôn mặt rất giống Hương Tràm, lượt bình chọn dành cho cô ấy là 22. Bây giờ sẽ còn 24 lượt bình chọn và 27 lượt bình chọn. Ai mang về 27 lượt bình chọn sẽ là người dừng lại ở vòng chơi thứ hai. Như hầu hết khách mời dự đoán, 27 lượt bình chọn rất tiếc đã dành cho số 4. Em mang về 24 lượt bình chọn. Cảm ơn tất cả những bạn còn lại. Mời các bạn còn lại vào bên trong chuẩn bị. Anh nói cho em nghe, những người ở đây là những người đưa ra cái quyết định lựa chọn để em phải dừng lại. Đó là lỗi của họ, không phải lỗi của anh. Anh chỉ là người làm chương trình cho ban tổ chức. Em bây giờ có thể tự giới thiệu được rồi. Em xin kính chào tất cả các quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Khánh Huyền ạ. Em sinh năm 95 bằng tuổi Tràm ạ. Hiện tại thì em làm ca sĩ tự do. Rồi bây giờ như thế này, hôm nay vào đây chơi thế là vui rồi. Em là không may mắn thì vì bài này hát không giống các bạn thôi, chứ em hát giọng có giọng đấy. Hương Tràm nghĩ rằng là ai hôm nay ở trong cũng ấy cũng là người hát có yêu hết. Em hát một bài trước khi dừng lại ở vòng thi đấu thứ hai. Chúng ta gặp nhau ở vòng cuối, hát một bài tặng quý vị nha. Bạn chọn bài gì? Sau đây mình xin gửi tới mọi người một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc có tựa đề Gửi Người Yêu Cũ. Yeah. Sau khi chia tay, em sống vui hay đang buồn? Rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác? Rồi thản nhiên, sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy. Để em ở lại nhìn đâu cũng đau, vì em yêu đôi.
theo một là một người khán giả ngồi dưới nghe thôi nhé, Tràm thấy bạn rất là có tiềm năng, hát hay thế, hát hay, giọng rất dày và khẩu hình cũng rất là đẹp. Nhưng mà đúng là nếu mà hát bài này thật rồi thì mới thấy là không giống giọng em lắm. Sai thì đừng nói nhiều. Cảm ơn bạn, cảm ơn Khánh Huyền. Chúng ta gặp nhau ở cuối chương trình. Hai vòng đã kết thúc, cũng là hai vòng để chúng ta hiểu những người bạn của chúng ta nhiều hơn. Xin mời lên sân khấu một người tình trong âm nhạc có độ tài kinh khủng khiếp, Cao Thái Sơn. Đây, Cao Thái Sơn. Cao Thái Sơn là người tình trong âm nhạc, hát rất nhiều bài song ca với Hương Tràm và được người ta khẳng định là một cặp đôi rất tốt về giọng hát. Bây giờ mình mang đến một tiết mục song ca dành tặng cho quý vị khán giả, được không? Xin mời. Vẫn hay, đoán có thể không hay nhưng mà hát rất hay. Đó là người tình trên các bài hát sân khấu và lại. Thôi được rồi, cảm ơn Cao Thái Sơn nhé. Bây giờ về đoán chỗ ngồi. Đúng nha anh nhá. Uống không một tí nước nhé, rồi chuẩn bị tinh thần sai tiếp nhé. Phải hát cho đúng mình hát, không có được hát giống không người khác. Đây nhá. Kính thưa quý vị thân mến, hai vòng chơi đã kết thúc và có hai bạn phải dừng cuộc chơi. Bây giờ sẽ là vòng chơi thứ ba. Ở vòng này chúng ta tiếp tục đi tìm người hát không giống Hương Tràm nhất. Bài hát được chọn mang tên Ta Còn Thuộc Về Nhau. Nếu trời đã cho mình có nhau thì sao phải xem nhau rồi. Những nơi mình ở không tìm vết sâu, anh nơi quay thật xa. Bài này là bài hit gần đây nhất của Hương Tràm, lời lẽ và giai điệu rất hay. Bài này ai sáng tác? Bài này là của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Nghe là biết không phải là khác Việt rồi. Đâu thế nào mà có những bài hay như thế được. Bài này rất hay, đúng không Việt? Hay. Rồi, cảm ơn em. Cơ duyên nào mình đến được với bài hát này? Bởi vì em đã nghe những ca khúc của anh Võ Hoài Phúc ở những cái ca khúc ballad của anh ấy, ở trên mạng. Và em đã gọi điện đến cho anh Võ Hoài Phúc và nhờ anh ấy đặt riêng bài này, sáng tác dành riêng cho em và Donny đóng giày cho cái giọng hát của em. Đúng. Với một cái ca khúc mà em muốn là phải thật buồn, buồn thê thảm luôn. Để lúc ra MV em cũng làm một cái kịch bản quá thê thảm luôn. Quá thê thảm. Nhưng bài này kịch bản và MV nó lại ăn với nhau. Chính vì vậy nó tạo nên một cái hiệu ứng mới cho bài này. Lúc mà làm ca khúc MV của bài này thì Hương Tràm muốn làm một bộ phim luôn, một bộ phim ngắn kể một cái chuyện tình yêu buồn. Và rất là may là ca khúc này ra thì đã thắng và được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Một người theo như khác Việt nói là chưa dậy thì hết mà lại tự làm rất là nhiều khâu casting rồi kịch bản rồi thậm chí là góp ý về đạo diễn tất cả mọi thứ. Một người chưa trưởng thành, chưa dậy thì hết như thế này mà lại giỏi như so với những người đã dậy thì nhiều rồi. Bài này theo Cao Thái Sơn thì Cao Thái Sơn nhận xét là khi Hương Tràm hát dù có biến hóa cái nào thì mình có nhận ra không? Có. Có. Một lời chắc nịch. Bùi Anh Tuấn thế nào? Dạ có. Có, hơi yếu. Có, hơi yếu thật đấy. Có. Có, rất mạnh mẽ, rồi lại sai. Quả quyết là số nào? Quả quyết. Quả quyết là số nào? Quả quyết. Rồi, không sao. Cuộc đời phải có vấp ngã mới có đứng lên. Bây giờ tất cả là sẵn sàng. Mời Hương Tràm đến với Ta Còn Thuộc Về Nhau. Thank you.
Hải Dư, khách mời đang hoang mang, thời gian hoang mang sẽ còn kéo dài, mời bình chọn. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Hai tay, em bình chọn cho ô cửa hát không giống như chồng. Dạ, em bình chọn số 2. Cảm ơn em, anh cũng nghĩ vậy. Hiện tại em cảm thấy số 2 và số 3 là không giống hương trà nhất, nhưng mà chắc là số 2 sẽ không giống nhất. Khác biệt. Có một cái khó là cái bài này này, cái đoạn đầu của nó thì lại là cái đoạn thấp. Đó là một cái tai hại, là nghĩa là cái đoạn thấp thì nó sẽ không thể rõ được hết các màu các giọng ra. Số mấy hát không giống hương trà. Đến cái lúc mà cao thì lại hòa nhau khó quá nhỉ. Đang số mấy hát không giống hương trà. Số 2, thực ra là em nghe thì là số 2. Anh là... cũng nghĩ vậy. Nghĩa số mấy hát không giống hương trà. Em số 2 thôi. Anh cũng nghĩ vậy. Trên sân khấu thật ra người hát không giống Hương Tràm nhất chính là anh Trường Giang thôi. Nhưng tại vì anh không thi. Số 3 không giống Hương Tràm. Số 3. Anh không nghĩ vậy. Anh số 3 phải. Chính là Hương Tràm. Nếu để mà chọn thì em chọn số 3. Không giống Hương Tràm nhất. Đa số đều chọn số 2 và số 3. Bùi Anh Tuấn. Em từ từ. Nghĩa là mình sẽ còn hát tiếp đúng không ạ? Em đây hỏi những câu hỏi. Em à, em phải chọn, vì em chọn xong người ta mới hát em ạ. Không, em nghĩ là không phải vì một mình em mà người ta mới hát đâu. Em nghĩ là sẽ hát tiếp, nên là anh đừng hỏi em nữa, em không trả lời đâu, em không trả lời đâu. Chối bỏ bản thân mình, đó là sai lầm nhất của người đàn ông. Cao Thế Sơn, Hương Tràm đang ở ô số mấy? Mình thì nghĩ là số 1 và số 4. Nhưng mà số 1 hồi nãy thì hát rất là giống. Hương Tràm đang ở ô số mấy? Khó nha. Hồi nãy trước khi vòng chơi này bắt đầu diễn ra, bạn nói rằng dù Hương Tràm có biến hóa như thế nào, bạn vẫn đoán được. Số 1. Số 1 là Hương Tràm. Đúng rồi. Phòng máy hãy cho biết Hương Tràm đang ở ô số mấy. Hả? Hương Tràm đi về rồi hả? Mình thì nghĩ số 1 là tại vì á. Em cũng giống anh Việt là nghĩ số 4. Số 4, số 1 là câu hát hoàn hảo, không phô, không tranh. Không bàn cãi nữa. Chúng ta hãy chờ xem ai là người hát không giống Hương Tràm nhất. Còn việc Hương Tràm bước ra từ đâu, đó chỉ là một cái phỏng đoán vui thôi, không ai luật chơi ở vòng này. Nhưng đó là điều làm cho anh em xa nhau mỗi lúc càng nhiều. Âm nhạc xin mời. Cái vòng này thực sự là hoang mang rồi, hoang mang rồi. Anh cứ để em nói nào. Thôi tôi như mình không nên tranh luận nữa. Hay ngụy biện lắm. Hồi nãy Cao Thế Sơn đoán đúng. Là Hương Tràm ở số 1 đúng không? Đúng rồi.
đó, người ta lớn lên từng ngày. Anh đã từng thi cái này rồi, đúng là hát ngồi bên anh trong. Anh đã từng thi cái này rồi và vòng thứ tư anh thua người ta rồi. Rồi, ok. Đó, thấy chưa? Bây giờ phải nói đúng, đấy mới là em. Nhớ nhá. Thôi đi. Thôi đi, ông anh May ông đoán được cái, bây giờ lại bắt đầu là em. Đoán đấy, bắt đầu được đoán đấy. Anh May, bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho thí sinh trong mỗi ô cửa. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn và cuộc chơi đến thời điểm này có những thay đổi và những kỷ lục sắp sửa xảy ra trên sân khấu này. Có 5 lượt bình chọn dành cho số 4. Em là người mang về ít lượt bình chọn nhất, đồng nghĩa việc em tiếp tục đến với vòng tiếp theo. Những vị khách mời đều nghĩ rằng em hát không giống Hương Tràm, và chính vì lý do đó em mang về 29 lượt bình chọn. Đến ngày đây hôm nay là vui thôi, và mình còn vui nữa bởi vì em ở lại với chương trình. Sau đây sẽ có một người dừng lại ở vòng thi đấu thứ ba này, có thể là em, cũng có thể là Hương Trà. Em đã nói rồi, một người mang về 30 lượt bình chọn và một người mang về 36 lượt bình chọn. Cô Anh Tuấn hãy khai thiện đi. Hồi nãy chọn hát không giống Hương Trầm là chọn số mấy? Em chọn số 2. Và hồi nãy thật lòng em nghĩ Hương Trầm ở ô số mấy? Ô số 1 ạ. Em tính chơi bài ngửa với tụi anh nè. Trong trường hợp vị trí số 3 giành được 36 lượt bình chọn, bạn phải dừng lại, chúng ta gặp bạn ở phần cuối chương trình. Trong trường hợp vị trí của Hương Trầm giành được 36 lượt bình chọn, Hương Trầm sẽ dừng lại ở vòng thi đấu này. Những vòng khác là hỗ trợ cho các bạn để các bạn thi đấu với nhau. Mình đến đây là mình ươm mầm tài năng, chứ mình đến đây là không phải là mình so đo với các bạn, bởi vì mình là ca sĩ chuyên nghiệp. Nói vậy là nghe như vậy đó. Và mình là đến đây ngày hôm nay giống như một cái mini show của em, bởi vì em được cống hiến, được nhìn lại chặng đường của em đã qua. Cảm rất là thoải mái, bởi đúng. Vì nếu như có một giọng ca giống Tràm hơn Tràm thì điều đó là điều hạnh phúc nhất của Tràm. Anh rất thích những người có tư tưởng khoáng như em. 36 lượt bình chọn đã thuộc về Hương Tràm. Điều đó có hay không chưa biết. Nếu điều đó là sự thật, có nghĩa là Hương Tràm tạo nên một kỷ lục chưa hề có, phải dừng lại ở vòng thi đấu này và sẽ hỗ trợ cho các bạn thi hết mình. Nhưng chưa biết, bởi vì điều đó chưa xảy ra. Các em hạnh phúc là ngày hôm nay quá nhiều người hát giống em. Còn các em buồn là những người thân yêu mà em coi là family đã không hề biết em là ai và ở đâu. Và sau đây là sự thật đau lòng. 36 lượt bình chọn. Ngồi xuống đi thoải mái. 36 lượt bình chọn đã thuộc về vị trí số 3. Và Hương Tràm mang về 30 lượt bình chọn. Rất tiếc là bài hát này em không giống bằng các bạn, chứ thực ra em là người có giọng rất là hay. Bây giờ bạn có thể giới thiệu chút nha. Em xin chào anh Trương Gió. Quảng Ngã hả? Dạ, em tên Ngô. Hey. Ngô Anh Kha đến từ Quảng Ngãi. Ngô Anh Kha đến từ Quảng Ngã. Vỗ ta cho Ngô Anh Kha. À, em hiện tại đang làm cái việc gì? Hiện tại em đang là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do hả? Hôm nay đều là ca sĩ. Bây giờ mình có thể trình diễn bài hát gì được không? Em xin trình bày một ca khúc mà em rất thích của Hương Tràm thể hiện luôn. Đó là ca khúc Với Em Là Mãi Mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hồi Anh. Khi chúng ta xa nhau vì cố chấp và dần hơn vu vơ, em tin rằng đôi khi quá mệt mỏi ta hay là cho nhau thêm buồn. Bạn mai đến rồi đi đêm dài, nắng xuống ta đánh sáng cây đèn đêm.
sau đêm dài trong xa vắng, sau đêm dài cùng suy tư, trong em yêu anh yêu nhiều hơn. Tình yêu sẽ luôn là mãi mãi, nếu biết hy sinh vì nhau, hai người chung bước đi. Chẳng còn suy tư với kỷ, chẳng còn cô đơn lúc vắng xa, chỉ còn thương yêu. Thường những người miền Trung á giỏi lắm. Đúng không nhà Nguyễn Hoàng Duy? Y tròn luôn, không gì khó luôn. Y dạ, chí, chí. Đoạn. Em biết Duy quê ở đâu không? Nghe giọng biết không? Dạ quê anh có phải ở Quảng Nam không anh? Chính xác, anh đẻ ở Tam Kỳ, lớn lên ở Đà Nẵng, đi học Sài Gòn. Nhưng anh gốc người Quảng Nam, anh là con trai Quảng Nam. Người miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, giỏi không? À, cảm ơn em. À, lát em gặp nhau ở vòng cuối chương trình nha. Cảm ơn em, xin mời em. Bây giờ còn lại hai thí sinh, chúng ta sẽ cùng giao lưu để xem hai bạn ấy tên là gì, hiện tại đang làm công việc gì trước khi đến với vòng thi cuối cùng. Bây giờ mời em giới thiệu trước đi. Dạ vâng, em tên là Khánh Uyên à. Công việc hiện tại em là ca sĩ tự do. Khánh Uyên hả? Khánh Uyên quê ở đâu? Dạ em quê ở Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Trời ơi, lại miền Trung. Người Đà Nẵng được cái giọng hay lắm, cái giọng mạnh lắm. Thấy Mỹ Tâm không? Em cũng là người có cái giọng rất là hay á, nghe nói không đã hết hồn rồi. Bây giờ hát bài tặng mọi người được không? Dạ vâng, em xin gửi tặng đến mọi người ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh của Trần Lê Tâm Đạo. Xin mời mọi người. Ngày không đàn ông, một ngày dường như quá dài. Ngày anh bước đi, nắng không còn buồn lên lại trở thêm. Lặng im không nói, nói với em một câu. Nhìn đôi mắt sâu, biết không phải anh như là lúc đầu. Còn mong chi nữa, dấu yêu hôm nào. Còn mong chi nữa, chỉ buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Không thưa anh không nhai, không còn trái tim em. Chỉ buồn lại rơi đôi môi lại sụt lên. Cần một nụ hôn cho ta lòng trên bên. Cần được chia chi anh không còn yêu em. Nhưng em quá yêu đôi cứ mãi biết nuôi. Vì em đã quá yêu em. Hay quá em ơi, anh đã nói rồi. Người miền Trung đặc biệt là nặng cái giọng hay lắm. Hát coi quá. Và vũ đoàn nhảy cũng bốc lửa nữa. Lần đầu tiên một thí sinh mà có vũ đoàn nhảy như vậy đó. Quá hay luôn. Bắt tay cái. Rồi cảm ơn em. Bây giờ tới lượt em. Hồi nãy tới giờ thì em cũng thấy các anh chị hát rồi đúng không? Cũng gặp chị Hương Tràm rồi cũng nói chuyện, anh em nói chuyện với nhau rồi. Em có ngại ngùng gì không? Dạ không ạ. Thế thì giới thiệu tên, tên gì nào? À, em tên là Lê Hải Yến ạ. Và em xin phép được nhập luôn team của miền Trung vì em đến từ Thanh Hóa. Ôi trời ơi. Đến từ Thanh Hóa đấy. Đó là người miền Trung, người là miền giỏi, Trung hết. Giỏi không? Người miền Trung là giỏi không? Bây giờ hát bài tặng mọi người nha. Cô bé Thanh Hóa. Dạ vâng ạ. Đến với chương trình thì lần này em xin phép được song ca cùng với Tràm ca khúc Sao Anh Vẫn Chờ ạ. Phố còn yên vắng, không bước chân người qua.
phố sương bay, như chút gió heo may. Đường khuya vắng còn dài, bàn chân ấy miệt mài không thôi. Sao anh vẫn còn chờ để mai tóc ướt trong màn sương? Đừng chờ nhau thêm khi thời gian trôi. Em đã biết trong em đã qua thật rồi. Khi em không còn yêu anh, người hãy cứ lặng im và đi. Những lời xưa ấy anh đã quên từ lâu. Lúc bên nhau sao anh không giữ lệ? Anh đã nói yêu em, yêu hơn hết mọi điều quanh anh. Nhưng anh đã nhiều lần để em nước mắt tuôn rơi. Đừng chờ nhau thêm khi thời gian trôi. Em đã biết trong em đã qua thật rồi. Khi em không còn yêu kết hợp với Hương Tràm, hai người song ca quá hay. Theo anh nghĩ là sắp tới mình sẽ làm một bài hát song ca đi, xin chị Tràm một bài, hai người hát song ca với nhau ra album luôn. Hay quá, cái sự ngọt ngào, cái sự kết hợp thì quá xuất sắc. Hay quá, mình thoải mái rồi, mình giao lưu rồi, bây giờ mình bước vào phần thi được không? Sẵn sàng chưa? Bây giờ là một ổ cửa đã bớt đi, còn ba người mà thôi. Và kính thưa quý vị thân mến, ở vòng này tất cả chúng ta hãy lắng nghe, sau đó hãy bình chọn cho ô cửa mà chúng ta nghĩ rằng đó chính là Hương Tràm. Và ca khúc được chọn được mang tên Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây. Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm. Bài này là một trong những bài mà gần đây rất nhiều người thích và nghe rất là thấm. Bài này ai sáng tác cho em? À, ca khúc này là em được phim đặt đặt mình hát. Và lúc đấy thì nhạc sĩ Thanh Nhật Tuệ đã viết sẵn bài này cho phim đấy rồi. Bây giờ sẵn sàng hết chưa? Dạ, luôn luôn sẵn sàng. Bài này hy vọng là em sẽ là người hát giống em nhất. Em hy vọng, tại vì nãy giờ chưa được lần nào mà em được thắng hết á. Chưa được lần nào rồi mình chọn ít nhất hay là chưa được lần nào rồi đó. Không, cái thắng của em là làm cho những người khách mời họ thua, đó là cái hoàng thắng mang, của em. Hoàng mang, hoàng mang. Em thấy là lúc nãy cái sự mà quả quyết ấy, nó gần như là mất đi trên những cái khuôn mặt đáng yêu kia rồi. Anh đã nói với em rồi. Đừng bàn cãi, đừng ý kiến gì nữa hết trơn á. Ca sĩ bao nhiêu năm bạn mình hát không nhận ra. Không, nhưng mà thường là người ta bảo là 100% thì cũng phải có 1% là có thể sai. Thôi bây giờ đừng có đôi co nữa, chúng ta hãy thể hiện bằng hành động. Mời vào bên trong. Một chút nhớ anh đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây. Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm. Một chút nhớ thành hai, một chút mơ gấp lại, một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng.
dâng một chút yêu thôi mà đổ đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi. Sao mềm yếu quá vậy? Trái tim em vẫn dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhé. Ngày mai từ sẽ thấy giữa lòng ngực là hình bóng em. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lát sinh ra để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Mình yêu nơi đây. Không nói gì thêm nữa, thời gian dành cho bình chọn. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Các bạn không cần cho ý kiến. Tôi nhìn ánh mắt, sự theo dõi của các bạn là tôi biết các bạn đang chọn ô số 3. Ai chọn ô nào khác? Được ăn cả ngã về không? Kiểu gì nếu mà bị unfriend là luôn cả tất cả những người này luôn. Chọn đồng sai, loạt luôn. Sai, có thể một lần khác việc nhé, tha thứ. Nhưng lần thứ ba, tha thu. Không bao giờ có chuyện tha thứ lần thứ ba. Lần thứ ba là sẽ xăm có một cái màu bầm ngay đây liền. Chàm chắc chắn ở ô số 3 rồi đấy. Chắc chắn ở ô số 3 đúng hay không? Chắc chắn. Nếu như Hương Tràm bước ra từ ô số 1 và ô số 2, bà sẽ làm gì để tạ lỗi? Hãy trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ. 3, 2, 1, trả lời. Chàm muốn gì cũng được. Cảm ơn Cao Thế Sơn, khác việc. Em chỉ em có thể chắc chắn là Chàm không ở ô số 1 thôi. Chứ còn số 2, số 3 cũng đúng phân vân thật. Nghe cái màu giọng nó... Anh ơi, số 2 cũng không phải đâu. Số 2 hát sai lời. À thế à? Anh cứ sai đây. Sai lời đúng rồi. Sao em còn non nớt vậy? Ngồi đây. Cho em còn non nớt vậy? Em không nghĩ là Tràm cố tình chiêu trò sao? Rất vậy? Không sao. Đừng. Anh đâu phải là cọp đâu mà anh ăn thịt em được. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Số 3 nha, số 3. Số 3, anh biết rồi. Em với Trà yêu nhau có lâu không? Cũng dài hơi ạ. 2 tháng. Được cũng được. Được không? Được 2 được tháng. Được mà, nói chung là tin em đi. Nên chọn số 3 luôn bởi vì chết chùm nó mới vui. Đúng rồi. Chết chùm luôn anh. Thì 3 đi. Số 3, tất cả chọn số 3. Cảm ơn cả nhà đã đồng lòng. Tất cả chúng ta cùng đến với nửa bài hát còn lại. Và Hương Tràm sẽ bước ra từ ô số mấy? Đau đớn hay là niềm vui? Hạnh phúc hay là đau khổ? Cô đơn hay là nồng ấm? Cao Thế Sơn, hãy chuẩn bị củi lửa. Một chút nhớ thành hai, một chút mơ gom lại, một chút hết hơi mà buồn mỗi sớm mai, một chút gió thành bão sâu, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi. Sao thấy
giản có vẻ như ở bài này mọi người xếp cho Hương Tràm hát ở cái câu B đoạn cao cho nên nghe biết liền, chứ xếp câu A đoạn thấp sai nữa, nhưng mà không sao các bạn. Quá tam ba bận đúng không? Đúng không thể nào sai nốt được lần nữa. Cũng xin nói thêm, ở vòng này nếu như Hương Tràm có tổng số lượt bình chọn cao nhất, có nghĩa là Hương Tràm thắng hai bạn, và trong hai bạn kia sẽ có một người cao hơn, người đó sẽ lấy lượt bình chọn nhân với một là ra giá trị tiền thưởng, và dĩ nhiên có một tấm vé bước vào bán kết. Trong trường hợp Hương Tràm không thắng được hai bạn về lượt bình chọn, có nghĩa là thấp hơn Hương Tràm thấp hơn, thì bạn ấy sẽ lấy tổng lượt bình chọn đó nhân với hai. Ví dụ như Hương Tràm 30 nhưng bạn ấy 40, thì 40 đó sẽ nhân với hai, bạn ấy mang về trong riêng đêm hôm nay là 80 triệu đồng tiền thưởng. Chúng ta hãy cùng chờ xem ngay bây giờ sẽ là lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa. Đầu tiên là lượt bình chọn 54, lượt bình chọn không ai khác đó chính là Hương Tràm. Vậy còn lại hai lượt bình chọn là 17 và 29. 29 lượt bình chọn thuộc về ô cửa nào thì ô cửa đó sẽ mang về 29 triệu và chiếc vé bước vào bán kết. Ai hát cũng hay hết, em hát cũng hay, mặt dễ thương, em hát cũng hay, tự tin, ai cũng xứng đáng bước vào bên trong. Và nếu bước vào bên trong, Hương Tràm sẽ chỉ các bạn thêm vài tuyệt chiêu để còn đấu với các đội khác. Và 29 lượt bình chọn đã thu về 29 triệu đồng. Đó cũng chính là 29 lượt bình chọn đã thuộc về thí sinh đứng trong ô cửa mang con số 1. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại nam thí sinh và Hương Tràm, ca khúc được mang tên Vẫn Luôn Chờ Mong. Sao nước mắt em mãi rơi vì anh, đêm mãi u sầu như thế. Sao con tim yêu đuối luôn gọi tên vì nhớ anh, tìm đâu ra lối thoát. Em muốn đi xa nơi đâu để có thể gặp lại nhau. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là vòng thi đấu thứ tư đã kết thúc, đã có người chiến thắng. Lê Yến mang về cho mình 29 triệu đồng tiền thưởng cùng với chiếc vé vào bán kết. Nước mắt thấm ướt mi khi anh bước đi, sao lòng em vẫn cứ